lục soát kỹ cho ta, không được bỏ qua nơi nào cả. Ta không tin quỷ kiến thủ trốn được. Lục soát. Vâng. Đứng lại. Vội vàng đi đâu vậy? Ngươi tên là gì? Tại hạ tên Ngô Ứng, đang định đến phủ Tinh biệt viện cầu kiến Lý Hiệu Quý. Ngô Ứng? Ồ, ta chính là Lý Hiệu Quý. Ta từng nghe cửu nương của ta nhắc đến ngươi, nói ngươi võ công bất phàm. Đâu có chứ, Lý Hiệu Quý, ngài cũng là người luyện võ, sao lại cần người hộ diện chứ? Ta bình thường bận chuyện công vụ, sợ là thời gian ở biệt viện không nhiều. Sau này có Ngô hộ diện ngươi giúp ta, ta yên tâm rồi. Chuyện này ta coi như là ngươi đồng ý rồi đó nhé. Nguy hiểm! Mau tránh ra, tránh ra! Không ổn rồi, mau tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra! Hay! Nguy hiểm quá! Ta tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Ngươi, Quách Lượng, ôi biểu ca, ôi, đa tạ huynh cứu ta. Y y, muội xuống đây. Nè, mau mau xuống đây, để muội sợ rồi. Sợ chết đi được. Nào y y, nào. Y y, ta giới thiệu với muội nha. Đây là biểu ca của ta. Chào biểu ca. Đây chắc là em dâu rồi. Đúng vậy. Được được được, lần này để về để thành thân hay sao? Là sư phụ bảo ta ra ngoài làm việc, tiện thì về nhà thăm phụ thân ta luôn. Ta đã mua một biệt viện ở đây. Ồ, Ngô hộ diện, ta giới thiệu nha, đây là biểu đệ của ta đó. Ngô hộ diện, hân hạnh quá. Tại hạ là Quách Lượng. Quách công tử hân hạnh, lần đầu gặp nhau, giờ có ngài ra tay giúp đỡ, ta cảm kích vô cùng. Đâu có gì đâu, Quách công tử chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải để tâm đâu. Được rồi, về là được rồi. Tối nay ta đang định thiết yến mời cửu phụ cửu nương. Nếu hai người về thì cả gia đình chúng ta đoàn tụ thôi. Được thôi, về bọn ta về trước. Buổi tối gặp lại nha. Được. Cha, cha, bọn con về rồi ạ. Hải Nhi thỉnh an người. Y y thỉnh an cha. Ôi ôi, mau dậy đi, dậy đi. Sao đột nhiên lại về thế? Không phải con nói đợi con trở thành một quả sĩ ngang tầm quả thánh Ngô đạo tử thì mới về hay sao? Hải Nhi hổ thẹn, học hành không tốt. Lần này con đi làm việc sư phụ giao cho, thuận đường đến về đây. Thôi thôi bỏ đi, con chưa về 3 năm nay rồi, nên về nhà thăm chút rồi. Ôi, ánh mai, ánh mai, nào, nào nào. Nào. Lão gia, đây là Lượng Nhi, còn đây là vợ của nó Y Y. Đây là di nương của con đó. Dạ, chào di nương. Di nương, từ sau khi di nương con vào nhà ta, mọi việc trong cuộc sống của ta đều do di nương con lo hết. Hai con phải lễ phép với di nương đấy, phải hiếu thuận với di nương như với cha. Chắc chắn rồi ạ. Cha, Hải Nhi nhất định sẽ hiếu thảo với di nương như với cha. Được, đó mới là bổn phận của người làm con chứ. Tối nay biểu ca con thiết yến chiêu đãi ở biệt viện, hai con đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, vâng ạ. Sương Nhi nói tối nay người bạn tốt nhất của nó, thần thám Tư Đồ Không và phu nhân hắn cũng sẽ đến. Nương tử à, tối nay chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây, đang đợi ta để nghe đấy. Mau qua bên đó xem. Đi thôi, nhanh nhanh.
Sao, tìm được người chưa? Chưa. Mau nói xem chuyện này xảy ra như thế nào. Ban nãy bọn ta đang dọn dẹp thì tự dưng thấy một bóng đen vụt từ đó qua. Lúc đó A Đình cách hắn gần nhất nên bị ngã xuống dưới hồ. Ôi, đều do ta thất trách. Ta là hộ diện của biệt diện mà lại để chuyện này xảy ra ngay trước mắt. Ngươi xem, quả nhiên không ngoài dự kiến. Đừng nóng vội, không thể chỉ dựa vào một tấm lệnh bài mà kết luận quỷ kiến thù liên quan đến việc A Đinh bị rơi xuống nước. Chắc chắn có liên quan đến hắn. Chắc chắn là quỷ kiến thù biết ta mua biệt diện này. A Đinh rơi xuống nước chỉ là một lời cảnh cáo cho ta thôi. Cảnh cáo ta đừng bắt hắn nữa. Và nhớ đâu đây là một trò lừa của ai đó thì sao? Truyền lệnh xuống, lục soát thật kỹ hai bên hồ cho ta. Nếu phát hiện bất cứ tung tích nào của quỷ kiến thù phải thông báo ngay lập tức. Dân, ta không tin ta không bắt được ngươi. Tìm được A Đinh rồi. A Đinh không sao rồi. Ôi, ngươi không sao chứ A Đinh? Hả? Có sao không? Đang yên đang lành, tại sao lại bị rơi xuống nước? Ta cũng không biết, ta đang quét dọn, tự dưng bị rơi xuống. Không sao là tốt rồi. Mau đi đi, đi thay quần áo đi. Y Y, lâu như vậy rồi chưa về, vậy nên muội mới muốn ra ngoài ngắm đường phố chút đúng không? Ca ca, Quynh hiểu ta thật. Lượng ca, Quynh đợi ta chút. Bông hoa này đẹp quá. Đúng vậy, muội đeo lên còn đẹp hơn nữa. Nào, ta đeo nó cho muội nha. Lão gia, tự dưng ta thấy hơi đau đầu. Ta có thể không đi được không? Vậy thì sao mà được? Nào mà không đi thì bọn họ sẽ thất vọng lắm đó. Ôi, không chỉ là Sương Nhi, tối nay cũng là lần đầu tiên chúng ta chính thức ăn cơm với con dâu đó. Nếu nàng mà không đến, vậy thì biết ăn nói thế nào với Y Y? Vậy nên có thế nào thì cũng cố chịu đựng một chút đi. Ừ, được thôi. Cha, cứu phụ, Quách Lượng, để ta giới thiệu. Đây là bạn tốt của ta, hai vợ chồng Tư Đồ. Xin chào, hân hạnh, hân hạnh. Bái kiến Quách lão gia, Quách phu nhân, Quách huynh đệ, Quách nương tử. Ngươi là Dân Y Y sao? Dạ đúng vậy. Phụ thân ngươi là thần y Dân Hãn Bảo, chính là gia phụ. Ồ, là thế này. Dân thần y từng cứu con ta, không ngờ hôm nay lại gặp được con gái của ân nhân cứu mạng. Đúng vậy. Dân thần y có khỏe không? Dạ khỏe, gia phụ lên núi hái thuốc rồi. Chuyến này về vẫn chưa gặp được ông ấy. Được rồi, đủ người rồi, chúng ta vào bên trong thôi. Được rồi, mời vào trong. Đi thôi. Xin mời. Nào, đa tạ mọi người. Điều khiến Lý Mỗ vui nhất là gia đình, người thân có thể tụ họp ở đây. Nào nào, ta sẽ uống cạn ly này. Được. Lý Hiệu Quý, món ăn nào cũng rất công phu. Ngài mời đầu bếp ở đâu thế? Những món ngon hôm nay đều là do Tư Đồ phu nhân làm hết. Nào Tiểu Ngọc, ta mời ngươi một ly. Mọi người ăn nhiều lên nha, thích là được. Tư Đồ phu nhân, nếu cô cũng có duyên với Y Y, sau này nhất định phải truyền cho Y Y trù nghệ này đó. Vậy thì ta mới có phúc được ăn chứ. Lượng ca, lão gia, ta thấy hơi đau đầu, ta có thể ra ngoài hít thở không khí chút được không? À, được. Xin lỗi, ta thất lễ một chút. Được. Nào nào, hôm nay phải uống cho đã thì mới thôi đấy. Uống cạn ly này nào. Nào nào.
Quách Lượng, để cho em dâu hiếm khi về được một lần, ở lâu một chút nha, được không? Chơi cho đã. Đa tạ ý tốt của huynh. Đến khi việc học vẽ của ta có kết quả rồi, ta sẽ về thăm huynh. Lượng ca đúng là khiêm tốn quá. Trong mắt ta, tranh của huynh là đẹp nhất. Y Y, nhìn các ngươi kìa, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mỗi ta là cô đơn một mình thôi. Sương Nhi, con không cần sốt ruột đâu. Ta nhất định sẽ bảo cửu nương chọn cho con một người thật tốt. Dạ được. Này, có phải là cửu nương con bị lạc trong hậu viện rồi hay không? Dạ, để con đi xem. Thôi bỏ đi, quên là đàn ông mà, để ta đi thì tốt hơn. Ta đi cùng với tỷ nha. Được. Y Y, sao ta lại có cảm giác muội như có tâm sự vậy? Tỷ tỷ quả nhiên là biết xem tâm trạng của người khác. Lần đầu gặp mà tỷ đã nhìn thấu ta rồi. Muội đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy thì có tâm sự gì hay là nói với ta đi. Ừ, ta có cảm giác như dây nương của Lượng ca không thích ta lắm. Ta cũng không biết phải lấy lòng dây nương như thế nào. Nhưng mà Di Nương lại trẻ tuổi như vậy, cũng gần bằng tuổi Lượng ca. Ta thực sự không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào. Muội yên tâm đi, đây là tâm trạng của mọi cô con dâu trong thiên hạ này mà. Lo không chung sống được với mẹ chồng mình, vậy sao? Ừ, yên tâm đi, chỉ cần muội chân thành, làm tròn bổn phận là con dâu, ta tin rằng mẹ chồng của muội sẽ không làm khó đâu. Cũng mong là như vậy. Mặt trăng lên cao, gió mát thổi đến, đúng là sảng khoái quá mà. Đúng vậy. Nè, sao Y Y và Tư Đồ phu nhân đi lâu như vậy? Phụ nữ bọn họ chắc chắn là nói chuyện hăng quá. Đúng vậy. Lát nữa bọn họ sẽ tự đến tìm chúng ta thôi. Sương Nhi à? Dạ, cứu phụ nghe không ít tin đồn về biệt viện của con. Lúc con nói con mua biệt viện này, ta thực sự thấy hơi lo cho con đấy. Cha, tin đồn gì vậy? Có chuyện gì biểu ca cần phải chú ý hay sao? Cũng không có gì hết. Nhưng mà phu nhân của chủ nhà cũ đã nhìn thấy một ngọn lửa lạ trong đêm. Nó cứ bay ở phía trước. Hơn nữa còn có một bóng trắng đang di chuyển. Này, mọi người nhìn kìa. Trước mắt không có vấn đề gì hết. Vậy nên ta thế là ăn may đó. Nếu như có bức tranh chung quỷ trốc quỷ của sư tổ ta trấn áp ở đây, thì chắc chắn sẽ không có yêu quái nào dám làm loạn hết. Đây không phải là áo choàng của Quách phu nhân hay sao? Đi thôi. Sương Nhi, nói thật, lý do thật sự của con khi mua biệt viện này là gì? Mẫu thân của con đến Ngũ Đại Sơn dân hương, chuyện này cô ấy có biết hay không? Con mua cho cô ấy bất ngờ mà. Mọi người nhìn đi, đình hóng mắt và mọi nội thất trong giường đều là kiểu cô ấy thích nhất. Ngoài ra thì còn có một lý do nữa, đó là lần cuối cùng Quỷ Kiến Thụ xuất hiện, hắn đã vào đây. Trực giác của ta bảo ta hắn ta chắc chắn có liên quan đến nơi này. Đi thôi. Đó không phải là Quách phu nhân hay sao? Nương tử. Mọi người đang nhìn gì thế? Muội mau nhìn đi.
Không phải chứ, ban nãy khi bọn ta nhìn, ở đó đâu có người đâu. Đúng vậy, không có ai hết. Đừng qua đây. Nương tử, không ổn rồi, mau qua đó đi. Cửu phụ, cha, cha, cha. Đao pháp của hung thủ rất đáng sợ, đâm trúng tim. Ông ấy không còn bao lâu nữa rồi. Cha, lão gia, cha, lão gia, cha, lão gia, lão gia, cha, cha, lão gia. Ai là hung thủ? Tất cả những người ở đó đều không thể thoát khỏi hiểm nghi. Cửu nương, sao người tự dưng lại nghĩ đến việc đến nơi đó nhảy chứ? Có lẽ nói thì các người đều không tin. Ta chỉ thấy ban nãy hơi chóng mặt, ta muốn ra ngoài hóng gió, nhưng mà tự dưng có một sức mạnh vô hình đẩy ta đến nơi đó. Ta cũng không hiểu tại sao. Áo ngoài được cởi ra như thế nào? Thực sự ta cũng không biết nữa. Không biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết ta muốn nhảy. Ai mà biết ta đang múa thì lão gia lại bị hại. Xin hỏi Quách công tử, có phải khi đó ngài là người đứng gần Quách lão gia nhất hay không? Dạ đúng vậy. Lúc đó ta tưởng cha bị vấp nên đi lên phía trước cùng ngài để đỡ cha dậy. Nhưng khi ta lật người của ông ấy lên thì mới phát hiện ông ấy đã bị người ta sát hại rồi. Các người không được nghi ngờ Lượng ca. Làm sao quên ấy có thể giết cha của mình được? Quách Lượng, Tư Đồ hỏi ngươi chỉ là hỏi theo quy trình thôi, không có ý nói ngươi là hung thủ đâu. Tư Đồ, Tư Đồ, ta biết ngươi có ý tốt muốn giúp ta bắt được hung thủ, nhưng mà tra hỏi biểu đệ của ta như vậy tàn nhẫn quá. Đó chỉ là một họa sĩ thích vẽ vời thôi, không thể nào giết ngươi được. Không phải là tự ngươi nói đó sao? Ai cũng bị nghi ngờ hết. Nói thì nói như vậy, nhưng mà tình cảm giữa cửu phụ và biểu đệ của ta rất thân thiết. Hơn nữa nó đã đến Giang Nam học vẽ gần 3 năm chưa về nhà, không thể có động cơ giết cha. Vậy huynh đang nghi ngờ Vân cô nương hay sao? Ta cũng không nói như vậy. Cô ấy vẫn luôn ở với ta, không có cơ hội để ra tay. Nhưng mà theo hiện trường, người đáng ngờ nhất không phải ai khác mà chính là hai người Quách phu nhân và Quách công tử. Đúng chứ? Ta vẫn thấy chuyện này không thể không liên quan đến Quách Kiến Thụ được. Lý Hiệu Quý này cứ cho rằng Quỷ Kiến Thụ là hung thủ. Ta thực sự sợ hắn sẽ trúng bẫy của hung thủ. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Y từng nói với ta, không hiểu tại sao cô ấy thấy sợ Quách phu nhân. Sợ hả? Nhưng mà theo tình hình buổi ăn cơm ban nãy, đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay có một chuyện bất ngờ xảy ra, một vụ giết người xảy ra. Chuyện này hơi trùng hợp quá nhỉ? Tướng công à, nếu như có một ngày ta đi trước thì huynh có tái hôn hay không? Ta nói nếu có một ngày ta chết thì huynh có tái hôn hay không? Ta... Sao huynh lại nghĩ lâu như vậy rồi mới trả lời? Không phải, ta không hiểu tại sao muội phải hỏi ta chuyện này. Ta, huynh nghĩ thử xem, nếu huynh chết trước ta chắc chắn sẽ ăn chay niệm Phật một thời gian dài. Ta hỏi huynh thì huynh lại mất nhiều thời gian như vậy để trả lời. Bình thường không phải muội cứ hay nói với ta, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng phải nghĩ cách để sống tiếp hay sao? Vậy nên vẫn là huynh chết trước thì hơn. Tại sao vậy? Huynh nghĩ xem nhé. Huynh không biết võ công, cũng không giỏi cưỡi ngựa. Nếu như ta chết trước thì không có ai bảo vệ cho huynh nữa. Vậy thì phải làm sao? Lý Hiệu Quý sẽ không thường xuyên ở bên huynh nếu ta chết. Được rồi Ngọc Nhi, ta có một ý này. Hay là chúng ta không ai chết trước hết, chúng ta chết cùng nhau. Sao?
Thế nào? Được thôi. Di nương à, hay là tối nay con ở cùng với người nha. Không cần đâu, ta muốn yên tĩnh một mình. Lượng ca, Di nương không cho muội ở cùng với cô ấy, có phải là cô ấy không thích muội không? Y y, muội đừng nghĩ nhiều quá. Cha tự dưng mất đi, Di nương cũng như chúng ta, tâm trạng rất khó nói. Lý Hiệu Quý, ăn đi chứ. Ta biết Quỳnh sốt ruột muốn bắt quỷ kiến thù, nhưng mà Quỳnh thế này thì cơ thể Quỳnh không chịu nổi đâu. Nào ăn đi, không ảnh hưởng đến việc Quỳnh phá án. Yên tâm đi, có hai vợ chồng bọn ta giúp Quỳnh, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Đúng rồi Tiểu Ngọc, quỷ kiến thù đến từ địa ngục môn, ta điều tra ra rồi. Hắn còn có một người sư Quỳnh, tình như thủ túc, hồn vô ảnh. Mùi đã bao giờ nghe nói đến chưa? Hắn còn độc ác hơn quỷ kiến thù nhiều. Chỉ là khoảng một năm trước, hắn đột nhiên biến mất khỏi giang hồ rồi. Ồ đúng rồi, có lẽ nào là hồn vô ảnh đưa quỷ kiến thù đi hay không? Khởi bẩm Lý Hiệu Quý, ban nãy có một người mang một bức thư đến cho Tư Đồ công tử. Mau mang lên đây. Tổ phụ không khỏe, có lẽ ta phải về một chuyến đi. Ta đi về cùng với Quynh. Nhưng mà Lý Hiệu Quý ở bên này thì phải làm sao? Ta không muốn để con gái của ân nhân cũng bị dính vào vụ án này đâu. Thôi bỏ đi, hai vị không cần quan tâm đến ta. Lão tướng quân tuổi đã lớn, không chủ quan được đâu. Hai người vẫn nên cùng về thì hơn. Thế này đi, ta về một mình một chuyến, Ngọc Nhi ở lại giúp Lý Hiệu Quý. Có chuyện gì ta sẽ quay về ngay. Đa tạ Tư Đồ huynh đệ, có Tiểu Ngọc giúp, ta tin rằng vụ án này sẽ sáng tỏ nhanh thôi. Được rồi, đi về đi. Sao vậy? Chúng ta chưa bao giờ tách nhau ra. Lần này huynh phải đi xa một mình, ta không yên tâm được. Được rồi, câu này muội nói bao nhiêu lần rồi. Ta hứa với muội, về nhà thấy tổ phụ không sao là ta sẽ về ngay với muội mà. Hay là ta đi với huynh nha, có được không? Không cần đâu, ta chỉ về nhà một chuyến thôi mà, có đi xa lắm đâu. Nếu để Lý Hiệu Quý biết thì hắn sẽ cười ta đấy. Hơn nữa muội có nỡ để cho dân cô nương như vậy không? Quỳnh đeo cái này vô đi.
Đây là thứ Bạch Mã sư phụ tặng cho muội, có quan âm bảo vệ cho huynh thay ta. Huynh sẽ bình an, sẽ không có chuyện gì hết. Ta đi nha. Được rồi, đợi ta nhé. Cẩn thận đó. Ta đi đây. Thượng lộ bình an nhé. Cẩn thận đó. Di nương, người cứ không ăn gì. Đây là tổ yến thượng hạng, người ăn chút đi ạ. Ta không đói, người để đó đi. Vâng ạ. Di nương à, không có chuyện gì thì con đi trước đây. Y y, nghe nói con thêu thùa rất giỏi, ta có một cái khăn tay, con thêu giùm ta nha. Con, ta ra ngoài chút có việc, lát nữa ta về. Vâng. Ta đã sớm nghe nói về khả năng thiêu thù của Di Nương. Không phải là bà ấy muốn thử ta đó chứ? Bức thêu này sao lại trông quen mắt dữ vậy? Khỉ hái đào. Chúng ta đến Quách phủ đi. Mong có thể tìm được manh mối của hung thủ giết hại lão gia. Mong là như vậy. Khởi bẩm Lý hiệu quý, thám tử báo tin có tin của quỷ kiến thù. Vậy sao? Hắn ở đâu? Chuyện này cứ mau đi xử lý đi. Bên Quách phủ ta đi là được. Được, ta xin cáo từ. Lượng ca, Y Y, hôm nay muội đi đâu cả ngày thế? Ta đi tìm khắp nơi mà không thấy muội đâu hết. Ta đang ngồi theo trong phòng của Di Nương. Muội ở cùng với Di Nương, vậy chứng tỏ cô ấy cũng thích muội rồi. Không phải, ta đang ngồi theo một mình. Di Nương không có ở đây, chắc muội mệt lắm rồi đúng không? Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi chút. Được. Tay của muội sao vậy? Không sao đâu. Do ta chân tay vụng về, ta không biết thêu nhưng lại không dám nói. Cái đồ ngốc này, muội nói với Di Nương là muội không biết thêu, chắc chắn cô ấy sẽ không làm khó muội. Mau đi theo ta nào, ta bôi thuốc cho muội nha. Y Y, Di Nương, ngón tay bị thương rồi hay sao? Dạ, xin lỗi, ta không biết ngươi không biết thêu, để ta xem bị thương ở đâu. Di Nương yên tâm đi, không sao đâu ạ. Ngươi còn bảo không sao, chảy máu luôn rồi. Lượng Nhi, là do Di Nương không tốt để Y Y bị thương. Xin lỗi nha. Di Nương nói gì vậy chứ? Di Nương quan tâm Y Y, ta vô còn không kịp nữa mà. Đi thôi.
Di nương, lúc đó khi cha ta đi lên cầu, hình như ta có nghe thấy di nương nói một câu: đừng qua đây. Câu đó có ý gì vậy? Ngươi nghe thấy rồi sao? Ngươi thực sự không hiểu nghĩa là gì sao? Ta chỉ sợ ông ấy chắc phải bậc thang thôi. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta giết chết ông ấy sao? Di nương, tình cảm giữa người và cha ta rất sâu đậm, sao lại nghĩ như vậy được chứ? Chỉ là ta thấy hơi khó hiểu thôi. Vậy sao? Quách Lượng, ngươi thực sự không nhớ gì nữa sao? Y Y, Y Y, chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không biết nữa. Vẫn không sao. Mau mời đại phu đi. Người đâu? Đại phu, vết thương thế nào rồi? May mà chưa bị thương đến nội tạng. Lát nữa cho người đến quầy thuốc của ta bốc thuốc. Đại phu, cho dù tốn bao nhiêu tiền, phải dùng loại thuốc tốt nhất, nhất định phải chữa khỏi cho Y Y. Được, phu nhân cứ yên tâm. Được. Tiểu Hồng, mau đi theo đại phu đi. Vâng ạ. Được rồi, đi thôi. Lượng Nhi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc Y Y là được. Vẫn là để ta chăm sóc thì hơn. Người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nghe lời đi, hậu sự của lão gia còn phải để cho con lo nữa mà. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Được thôi. Vậy thì làm phiền di nương. Ta sẽ chăm sóc cho con bé. Hung thủ có khả năng là cửu nương. Lúc trước ta cứ để tâm đến quỷ kiến thù, thật ra cửu nương đúng là có động cơ giết người. Bây giờ mục tiêu của hung thủ là ai, chúng ta cũng chưa xác nhận được. Suy luận như vậy có hơi sớm. Đúng vậy đó biểu ca. Di nương rất thương thiết với Y Y, không thể giết người được. Hai người xem nha, quấy tự đề nghị chăm sóc cho Y Y là có thể thấy được mà. Xem ra đúng là như vậy. Tình hình ở Linh Đường ban nãy rốt cuộc là gì sao? Người mau nói cho rõ đi. Lúc đó chỉ có ta và Di Nương ở Linh Đường thôi. Khoảng nửa nén hương sau đó thì đột nhiên đèn đều tắt hết. Lúc đó ta có cảm giác có hai người đi vào sảnh. Rồi ta nghe thấy tiếng hét của Y Y. Chiều nay ta nhận được tin tình báo, nó có tin của quỷ kiến thù. Thực ra đó chỉ là một tên trộm nghèo thôi. Lẽ nào là điều hổ ly sơn? Có thể đấy. Hai ngày nay ta sẽ cho thêm người canh gác để bảo vệ sự an toàn của mọi người trong Quách phủ. Tối nay ta cũng ở lại đây nha. Biểu ca, Tư Đồ phu nhân, ta đa tạ hai người. Phụ thân tối qua mới mất trước mặt của ta.
Tối nay nương tử lại bị hại như vậy, bị trọng thương, ta thực sự quá vô dụng. Quách Lượng à, ngươi không cần phải thấy tự trách đâu. Tin biểu ca đi, ta nhất định sẽ bắt hung thủ. Cái chết của Quách lão gia, Y Y bị thương, bọn họ đều có liên quan đến Quách Lượng. Lẽ nào mục tiêu của hung thủ là Quách Lượng hay sao? Nhưng mà Quách phu nhân cũng ở Linh Đường mà, Y Y cũng có thể là bị hung thủ nhận nhầm thành cô ấy. Lúc này nếu Tư Đồ ở đây thì tốt rồi. Tướng công, chắc là huynh đã bình an đến nhà rồi. Ngọc Nhi, nên đi thôi. Sư huynh không phải là huynh lỡ tay hay sao? Có cần tiểu đệ giúp hay không chứ? Bớt lắm miệng đi, chuyện của ta không cần ngươi chen vô. Nếu đã như vậy, sau này ngươi đi đường của ngươi, còn ta đi đường của ta. Hai chúng ta không liên quan đến nhau. Cáo từ. Ta đã nói rồi, cứu ngươi ra ngoài ba ngày là để mẫu thân tuổi tác đã cao của ngươi gặp nhau lần cuối, cũng tiện cho ta làm việc hơn. Xong thì ta sẽ đưa ngươi về. Đừng hòng đi. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Quách phu nhân, không phải bà đang chăm sóc cho Y Y hay sao? Y Y ngủ rồi, ta ra ngoài hít thở không khí một chút. Đúng rồi, ban nãy bà có nghe thấy tiếng cười của một nữ tử hay không? Vậy sao? Ta đâu có nghe thấy gì đâu. Ta có một chuyện muốn hỏi bà. Ta muốn hỏi rằng quá trình Quách phu nhân và Quách lão gia quen nhau đến khi bà vào đây. Ta biết mấy người đang nghi ngờ ta. Trước khi hung thủ lọt lưới, ai cũng bị nghi ngờ hết mà. Để lão gia có thể chết một cách minh bạch, ta nguyện trả lời mọi câu hỏi của ngươi. Như vậy thì mới không phụ lại sự thâm tình của lão gia dành cho ta. Từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ, phải ở nhờ trong phủ của Dương lão gia là họ hàng của ta. Trùng hợp lão mấy có làm ăn với Quách lão gia. Trước đó ta đã gặp mấy lần. Nhưng lão gia mời uống rượu. Được. Ánh Mai, mau rót rượu cho Quách lão gia đi. Vâng. Ôi, xin lỗi nha. Không sao đâu, sao ta dụng về chưa kìa. Ánh Mai, ngươi xem quần áo của Quách lão gia ướt hết rồi. Hay là ngươi đưa lão gia đi thay quần áo đi. Dân, mời lão gia. Ánh Mai, ăn nhờ ở đậu không phải là cách đâu. Người biết ta ở một mình đã lâu rồi, người có chịu làm phu nhân của ta hay không?
Lão già nặng tình đã nghĩ với ta, ta báo ơn còn không kịp, sao có thể có ý đồ sát hại ông ấy được? Vậy Dương cô nương bị đâm trọng thương mà giải thích chuyện này thế nào? Ta thật sự không biết cô ấy đi vào từ đằng sau từ lúc nào và bị ai đâm. Quách gia có mối thù lớn như vậy với ai chứ? Ta thật sự suy nghĩ mãi mà không hiểu. Bây giờ lão gia mất rồi, ta cũng được coi là trưởng bối của Quách Lượng và Y Y. Ta thật sự hy vọng rằng hai vợ chồng bọn họ có thể quây quần bên nhau, như vậy thì nhà họ Quách mới được trông gậy. Chào Tư Đồ phu nhân, xin chào. Ta muốn hỏi ngươi một câu, tối qua giờ tốt ngươi ở đâu? Ta uống rượu với mấy người hầu mới đến, có tiện nói là uống ở đâu hay không? Ở trong phòng ta. Có cần gọi họ qua không? Lý Hiệu Quý dậy chưa? Hình như ngày ấy đi làm việc đến bây giờ mới vừa về phủ. Những lời Quách phu nhân nói đúng là khiến cho người ta không tìm được lỗ hổng, có thể loại trừ khả năng quấy giết người. Lẽ nào Quách Lượng lại có động cơ giết cha? Tuy người nói tình cảm giữa hắn và Quách lão gia rất thân thiết, nhưng mà liệu có phải là hai bọn họ có mâu thuẫn gì hay không? Vậy nên hắn mới đến Giang Nam bái sư học vẽ. Chuyện này Lý Hiệu Quý, ngươi giấu gì? Mau nói đi. Tiểu Ngọc à, ta... Ngươi mà không nói cho ta biết thì ta đi tìm Tư Đồ đó. Từ hôm qua, sau khi cô ấy đi một mình, ta thấy lo lắm. Tình cảm giữa cô và Tư Đồ sâu đậm là chuyện ai cũng biết. Tâm trạng của cô bây giờ ta cũng hiểu. Huynh hiểu, vậy mà huynh không chịu nói, vậy ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Tiểu Ngọc à, suy đoán của cô không sai. Quách Lượng và cửu phụ đúng là từng cãi nhau rất nghiêm trọng. 3 năm trước, ta nghe nói Quách Lượng đã yêu một cô nương, cửu phụ rất phản đối, dùng thủ đoạn mạnh để ép hai người họ chia tay. Cô nương sao? Tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Chuyện đó thì ta không biết. Cố phụ bảo ta coi như chuyện này chưa xảy ra. Chẳng trách Quách Lượng còn chẳng nhắc đến chuyện này. Hắn không nói đến là vì hắn bị thương, là bị đả kích. Hắn mất hết ký ức về chuyện đó rồi. Có chuyện này nữa sao? Vậy Y Y cũng không biết hay sao? Hôn sự của Quách Lượng và Y Y được quyết định vào lúc đó. Hai người họ bái đường thành thân rất vội vàng. Nghe cửu phụ nói hai người thành thân xong không lâu sau thì xuống Giang Nam, cũng có thể gọi là tình đầu ý hợp. Đương nhiên là tình đầu ý hợp, không thì cô ấy cũng sẽ không đỡ giao cho hắn. Hôn thủ rốt cuộc là ai đây? Quách phu nhân hay là Quách Lượng? Khởi bẩm Lý Hiệu Quý, thám tử báo tin phát hiện ra Tư Đồ công tử ở một cái miếu nhỏ ngoài thành khoảng 20 dặm. Gì cơ? Ngô Hậu Diện. Dạ. À, không sao, thôi bỏ đi, ngươi lui xuống trước đi. Chuyện này không nên để cho Tiểu Ngọc biết thì hơn. Mau gọi người đi theo ta. Vâng. Tư Đồ phu nhân, đừng động đậy. Có một vài chuyện ta muốn hỏi cô. Bây giờ cô có sức để nói chuyện hay không? Không sao. Cô hỏi đi. Ta muốn hỏi cô, trước khi cô và Quách Lượng thành thân, có phải có người ái mộ cô hay không? Hoặc là có ai có thù hằn gì với cô không? Trước khi ta và Lượng ra thành thân, ta đi theo cha đến khắp nơi hái thuốc trị bệnh, chưa từng có mối quan hệ thân thiết với ai, lại càng chẳng có chuyện kết quán. Vậy thì hung thủ không nhắm vào cô rồi. Tối qua ta đang định đi thắp nén nhang cho cha thì thấy có bóng người đi vào.
nên ta mới đứng chắn trước người Lượng ca. Thích khách muốn giết người sao? Vậy ta hỏi ngươi, Quách công tử, lúc trước ngươi đã từng có mối thù hằn nào với ai chưa? Hoặc là có chuyện gì phức tạp về chuyện tình cảm? Tư đồ phu nhân đang đùa ta hay sao? Ta cũng như y, trước khi thành thân ta chưa từng quen biết với nữ tử khác, đâu có chuyện tình cảm gì đâu. Tư đồ, tư đồ, tư đồ, tư đồ, Lý Hiệu Quý, không phải ngươi đã đi về quê rồi hay sao? Sao lại bị ngất ở đây? Chuyện này nói ra dài lắm. Cứu với! Y Y! Ta nghe thấy có người đang hét, ta còn tưởng là ngươi nữa. Ngươi ở trong phòng đừng đi đâu nha. Cứu với! Đại tỷ, tha cho ta đi mà. Đừng có hét. Cứu với! Đừng hét. Cứ làm gì vậy? Đứng lại! Ngươi tiến đến thì ta sẽ giết chết cô ấy. Bà đừng làm bừa, đừng sốc nổi mà. Mẫu thân! Ai là mẫu thân của ngươi? Mẫu thân của ngươi đã chết từ lâu. Hồ ly tinh, ta giết chết ngươi. Đại tỷ, thật sự không liên quan tới ta. Xin lỗi, ta không biết tỷ còn sống. Bớt lắm lời đi. Mẫu thân, ngươi đừng làm bừa mà. Có gì thì từ từ nói. Im đi. Này này, vị này là cửu nương. Làm sao đi? Cửu nương là ta đã giết Quách Định Sơn. Là ta. Có đâm ông ta cả nghìn đau thì ta cũng không hết hận. Mẫu thân, bao nhiêu năm nay người ở đâu thế? Tên Quách Định Sơn có mới đối cũ, cứ lòng lang dạ sói, tuyên bố với người ngoài là ta đã chết vì bệnh, nhưng mà thực ra là nhốt ta ở trong căn nhà gỗ ở hậu viện, rồi vui vẻ nạp thêm hai người vợ nữa. Vậy nên ta mới nhân lúc Sương Nhi mua phú tinh biệt diện đến lập mưu hãm hại ông ta. Là ta đã giết chết ông ấy. Mẫu thân, bao nhiêu năm đây người sống thế nào vậy? Không ngờ cửu nương phải chịu khổ nhiều như vậy, bị cửu phụ nhốt ở hậu viện. Biểu ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Mẫu thân đều là vì không còn cách nào nữa thôi. Mẫu thân giết cha ta đều là vì cha có lỗi với mẫu thân.
Quỳnh có thể cầu xin với cấp trên để tha cho mẫu thân được không? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cho dù ta rất đồng cảm với cửu nương, thì ta cũng chỉ có thể không gây oan, cũng không dung túng thôi. Con à, mẫu thân, con à, sao lại như vậy chứ? Hai ngày nay có xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là Quynh về rồi là tốt. Nói ra thì cũng lạ lắm, trên đường về quê ta gặp người hầu của nhà ta. Hắn nói với ta tổ phụ không có chuyện gì hết, chỉ đang bế quan tu hành mà thôi. Ta thấy chuyện có gì đó rất lạ nên lập tức quay về. Ta đi qua một con miếu, mới đoán xem ta gặp ai. Ai? Quỷ Kiến Thù và sư huynh của hắn Hồn Vô Ảnh. Vậy huynh không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi. May mà có quan âm của nương tử. Sao lại biến thành thế này chứ? Bảo sao ta mơ thấy ác mộng. Ta về rồi mà, đang ở bên nàng đây. Đều do ta hết. Nói cái gì mà nếu như huynh chết sớm hơn ta chứ? Ta sầu chết đi được. Sau này huynh không được rời khỏi ta nữa. Huynh biết là ta không chịu được đâu. Ta sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu đó nữa. Được rồi mà, chuyện đã qua rồi. Ta đảm bảo với muội, chúng ta nhất định sẽ nắm lấy tay nhau đến già. Lão gia, bây giờ chứng tướng đã sáng tỏ rồi. Hung thủ giết người chính là phu nhân của ông. Ông ở trên trời của Linh Thiên cũng được an nghỉ rồi. Thực ra thì lão gia người chết cũng chẳng phải oan. Mọi điều này đều là cái ông phải trả thôi. Không phải sao? Y, cô ở đây dưỡng thương nha. Ta và Tư Đồ về Phú Tinh biệt viện đây. Lý tỷ, tôi đã bắt được hung thủ rồi, nhưng mà không hiểu tại sao ta vẫn thấy rất lo lắng. Nhưng cô nương yên tâm đi, có Quách công tử ở đây. Nếu như hung thủ thật sự là mẫu thân của Lượng Ca, sao mẫu thân có thể nỡ lòng giết Lượng Ca được? Đêm đó ở Linh Đường, rõ ràng ta cảm nhận được hung thủ nhắm về phía Lượng Ca mà, không phải là Di Nương. Nhưng mà lúc đó tối như vậy, sao cô phân biệt ra được? Ta cũng không nói rõ được, nhưng mà ta nói thật. Nếu không, ta cũng sẽ không chắn trước người của Lượng Ca. Quách phu nhân cho dù có hận Quách lão gia, cũng không thể ra tay với con ruột của mình được. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Sư huynh, sao huynh lại phải ép người ta đến bước đường này? Ta lôi ngươi ra từ đâu thì ta phải đưa ngươi về đó.
Sư huynh, ta thấy hay là huynh làm cho ta thêm một vụ nữa đi. Ta nghe nói thắng quy tiêu cục, bảo vệ một chuyến hàng có giá trị liên thành. 3 ngày sau họ sẽ đi qua đây. Im miệng. Ta đã rút lui khỏi giang hồ từ lâu lắm rồi. Ta không làm những chuyện này nữa. Sư huynh, vì người đó mà làm như vậy có đáng hay không? Im miệng. Nói cho các ngươi một tin vui nhé. Quỷ kiến thù lại về phòng giam rồi. Ngươi nói hắn về phòng giam rồi hay sao? Hắn không thể tự đi về được đâu đúng không? Hình như hắn bị người ta đánh ngất, bị trói cả người rồi ném vào nhà lao. Tóm lại là như vậy thì tốt quá. Bắt được tên trọng phạm Trương Đình này cũng coi như là đỡ một mối lo. Chỉ tiếc là chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong phú tinh biệt viện, hắn không nhận chuyện nào hết. Không phải do hắn làm thì sao lại bảo hắn nhận? Lúc người hầu của ngươi rơi xuống hồ, ta đã thấy hắn không ngốc như vậy rồi, làm lệnh bài trên người rơi xuống. Chỉ trách cửu nương ta nghĩ quẩn, đúng lúc đó ta lại đang bắt quỷ kiến thù nên mới coi lệnh bài khô lâu mà hắn làm rơi gần đó là chứng cứ giết người. Thực ra mọi chuyện này là do ta tự suy nghĩ sai hướng. Nói thật, lúc thấy bộ dạng không tỉnh táo của cửu nương, ta thật sự thấy không đỡ. Nghĩ kỹ lại, cửu nương ngươi nhận tội như vậy có hơi thuận lợi quá rồi. Hơn nữa dân y cô nương vì muốn bảo vệ Quách Lượng coi như một nhát dao. Ngươi giải thích chuyện đó thế nào đi? Chẳng lẽ là hai vị đã phát hiện ra điều gì rồi? Không, không có gì hết. Tư đồ, chuyện này liên quan đến sự sống cái chết của cửu nương, ngươi đừng giấu giếm gì đó nha. Yên tâm đi, có tiến triển gì ta nhất định sẽ nói với ngươi. Nghỉ ngơi sớm nha, bọn ta đi trước đây. Đừng viết nữa, ăn chút gì trước đã. Ta không đói. Bình thường đều là ta nghĩ nát óc cho các vụ án, lần này đổi thành nàng. Là gì liên quan đến dân cô nương hay sao? Cũng không phải. Chủ yếu là ánh mắt của Hà Thị khiến cho ta khó mà quên nổi. Nghĩ thử mà xem, nếu chúng ta đã biết hung thủ là người khác, vậy thì phải điều tra cho rõ. Muội nghĩ giống như ta. Hay là nói kết quả điều tra của nàng mấy ngày nay cho ta nghe đi. Huynh xem nha. Đầu tiên ta đã điều tra phu nhân mới của Quách lão gia Ngô Ánh Mai. Bối cảnh của bà ta, Ngô Ánh Mai tự xưng là họ hàng nhà họ Dương. Sau khi ta hối lộ một đô tỳ trong nhà, người đó đã nói ra hết. Quách Định Sơn đúng là vì quen Dương lão gia nên mới nhìn trúng Ngô Ánh Mai, vui vẻ cưới bà ta làm vợ. Quách Định Sơn cưới Ngô Ánh Mai về, hai người họ cũng ân ái ngọt ngào. Quách Định Sơn rất hài lòng với người thê tử mới này. Nhưng mà lại nghe nói Ngô Ánh Mai từng âm thầm nghe ngóng tin tức của Quách Lượng từ hạ nhân. Dường như lúc đó cô ấy mới biết Quách Lượng đã xuống giang nam cùng thê tử mới cưới. Ngô Ánh Mai muốn biết tình hình của Quách Lượng cũng không có gì lạ hết. Là một nữ chủ nhân mới, nắm giữ mọi chuyện trong nhà cũng hợp tình hợp lý thôi. Sao? Tướng công, huynh ngủ trước đi, ta sẽ về nhanh thôi. Nè, huynh đi đâu vậy? Chẳng nghe kế sách của ta gì hết, hấp tấp. Lượng ca, muộn vậy rồi, cô vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Có phải là
Quỳnh vẫn đang lo vì chuyện của mẫu thân hay không? Đừng uống nữa, chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn đi. Được rồi, mời ngủ đi, đừng quan tâm tới ta nữa. Quỳnh nói gì vậy? Chúng ta là phu thê, ta có thể không quan tâm đến Quỳnh được hay sao? Quỳnh đừng khóc nữa. Trong nhà có nhiều chuyện buồn như vậy, Quỳnh thấy ta chưa đủ mệt hay sao? Còn khóc nữa. Giao Giao, Ngô Hậu Diện, hay là ta nên gọi ngươi là Hồn Vô Ảnh? Bây giờ ngươi có thể cho ta chuyện về Giao Giao rồi chứ? Ta mang chút đồ ăn đến cho tỷ đây. Ta để nó ở đây nha. Đa tạ. Mong ngươi sẽ giữ lời. Tư Đồ, muộn thế này rồi ngươi không ngủ, cứ giả thần giả quỷ. Nhìn cái này đây. Đây là gì vậy? Hung thủ đó. Ngươi biết hung thủ là ai rồi hay sao? Tướng công, tướng công à, mau dậy thôi. Dậy đi, dậy đi. Dậy. Cả tối nay muội đi đâu vậy? Ta đi đâu? Có phải là muội phát hiện ra gì rồi hay không? Quỳnh mau đi rửa mặt đi, còn giấu ta nữa. Mau đi đi. Sao? Có phát hiện gì hả? Phát hiện? Không phát hiện gì hết. Thì ta biết hung thủ là ai rồi. Ồ, lợi hại vậy sao? Ta là Tư Đồ phu nhân mà, thì cũng là thần thám phu nhân rồi. Thần thám phu nhân, lợi hại quá.
Vậy thôi, muội nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm Lý Hiệu Quý đây. Một lát nữa chúng ta hẹn gặp ở đình hóng mát nha. Đình hóng mát. Sao mọi người đều đến đây hết rồi? Biết muội sắp phá án nên ta bảo Lý Hiệu Quý mời tất cả mọi người đến đây. Người hiểu ta, không ai khác ngoài tướng công của ta. Cố phụ mất mạng ở đây, ta cũng rất áy náy và tự trách. Hôm nay mời mọi người đến đây là vì ta muốn đốt cái đình này trước mặt của mọi người. Ra tay đi. Đừng mà. Đây là hiện trường phạm tội, sao lại nói đốt nó? Đúng vậy, nương tử nói rất đúng. Nương tử bảo vệ nơi này là vì muốn bảo vệ hiện trường phạm tội. Không biết Quách phu nhân là vì chuyện gì? Có phải là do không nỡ không? Nhiều năm trước, đây là nơi bà và người yêu của bà tự dẫn ở đây. Ta... Quách phu nhân, cái tên Tiêu Dao chắc là cô không lạ lắm đúng không? Ở đây từng có một câu chuyện tình yêu đẹp mà thê thảm. Cô Ánh Mai tên thật là Tiêu Dao. 3 năm trước, cô mở sạp đồ thêu bán để kiếm sống. Vì khả năng thêu thùa xuất sắc, việc buôn bán không tệ, không ngờ lại bị bọn côn đồ nhòm ngó. Bà chủ à, việc làm ăn không tệ đúng không? Nhờ phúc của ngài. Ngài muốn mua gì hay không? Gì cơ? Ngài muốn mua gì ạ? Làm ăn thì phải giao ngân lượng ra. Ngân lượng gì chứ? Phí bảo kê đó. Ta không có. Không có. Mau nộp phí bảo kê ra đây. Những huynh đệ này có gì thì nói bình tĩnh được không? Ngươi là ai? Dám quản chuyện của ta, ta đánh chết ngươi. Đánh người kia. Cho ngươi lo chuyện bao đồng này. Đánh người kia. Mọi người mau đến đây. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Công tử à. Công tử, ngài không sao chứ? Chạy máu rồi. Quách Lượng đi qua đây, tuy hắn không biết công phu nhưng vẫn ra mặt. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng vì vậy Tiêu Dao mới yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hai người họ không lâu sau thì hẹn ước chung thân với nhau. Không thể. Chuyện này hoang đường quá. Quách Lượng, vốn ta cũng không dám tin, nhưng ta đã hỏi cửu nương đang ở trong nhà lao. Sương Nhi, cô đang nói gì vậy? Cửu nương, nếu như người không nói ra, Quách Lượng có lẽ sẽ phải gánh mối nợ tình cảm này cả đời đấy. Nghiệt duyên. Nghiệt duyên. Cửu nương phân vân một lúc rất lâu, cuối cùng cũng nói ra chuyện tình cảm giữa Quách Lượng và Tiêu Dao. Quách Lượng thích vẽ, Tiêu Dao lại giỏi thêu. Hai người họ cùng chung sở thích. Tiêu Dao thường thêu tranh của Quách Lượng, trân trọng từng bước một. Dao Dao, tay nghề của muội rất khéo. Tranh của ta vừa thêu đẹp như vậy là do huynh vẽ đẹp thôi. Nếu không thì ta thêu cái gì được chứ? Không. Chủ yếu là do muội hiểu ta. Muội hiểu tranh của ta. Hiểu lòng ta. Ý
Cũng vì sự hiểu nhau, trân trọng nhau ấy mà Quách Lượng quyết định đích thân nói về việc hai người kết hôn với phụ thân. Cha, con muốn được thành thân với Tiêu Dao, người đồng ý với con đi. Lượng Nhi, hôn sự của con ta đã sớm sắp xếp xong hết rồi. Con đó, ta không nói chuyện với con nữa. Ta còn có chuyện. Không cha, nếu như con không thể lấy được Tiêu Dao làm vợ, con thà cả đời không lấy ai hết. Thứ khốn kiếp, Tiêu Dao gì chứ? Ta đã nghe ngóng cả rồi. Cô ta chỉ là một cô nhi bán hàng kiếm sống ở bên đường thôi. Quách gia chúng ta tuyệt đối không thể có con dâu như vậy được. Sau này đừng nhắc tới cô ấy nữa. Cha, Quách Đình Sơn che xuất thân của Tiêu Dao, không muốn thành toàn cho mối hôn sự này. Hà Thị trốn sau cửa nghe trộm, nhưng bà bị Quách Đình Sơn giam lỏng trong hậu viện đã lâu, sớm đã trở thành một người vô hình trong nhà. Bà không dám nói gì giúp Quách Lượng hết. Dao Dao, muội hãy nghe ta nói. Cho dù cha ta phản đối, ta vẫn sẽ lấy muội. Chúng ta không thể như vậy được đâu. Muội đừng dỗ ta nữa. Hay là chúng ta chia tay nhau đi. Dao Dao, muội nói gì vậy chứ? Ta thà chết chứ không muốn rời xa muội đâu. Tiêu Dao đề nghị chia tay với Quách Lượng. Quách Lượng nói thế nào cũng không đồng ý, vì tình yêu đồng nghiệp đó của hắn dành cho Tiêu Dao, hai người họ đã cùng nhau tuẫn tán. Nơi này đẹp quá. Dao Dao, ta có lỗi với muội, không thể để cho muội làm con dâu nhà họ Quách. Đừng nói như vậy. Tình ý của huynh dành cho ta, đời này ta cũng không trả hết được. Dao Dao, muội có hối hận hay không? Không hối hận. Tiêu Dao vì bảo vệ tình yêu đó cho nên đã nhảy xuống hồ trước. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Trong lúc hỗn loạn, Quách Lượng bị gia đình đánh ngất, rồi sau đó kéo về nhà. Dao Dao, chẳng trách ta thấy bức thêu linh hậu đồ đó trong phòng của Di Nương, ta thấy rất quen. Đó chính là Lượng ca vẽ. Con giáp của ta là khỉ, ta thích vẽ khỉ. Tư Đồ phu nhân, cô biết cô đang nói gì không? Ta là di nương của Quách Lượng đó. Những chuyện ngươi nói đều là chuyện nhớ dẫn hết thôi. Hơn nữa ngươi còn sỉ nhục danh tiết của ta. Mục đích của ngươi là gì đây? Mục đích của ta rất đơn giản. Ta muốn để chân tướng vụ việc sáng tỏ, bắt được hung thủ, để người đã chết được yên ổn thôi. Tiểu Ngọc, mời cô nói tiếp. 3 năm trước, Phú Tinh biệt viện chưa được xây, Tiêu Dao tự tử vì tình yêu để nhảy xuống ở đây. Tiêu Dao bị nước sông đưa đến hạ du. Lúc này Ngô Hậu Diện đang câu cá, vô tình cứu được Tiêu Dao.
Có lẽ là vì bị đả kích quá lớn, cộng thêm việc phần đầu bị thương nặng. Sau khi Quách Lượng về nhà thì không nhớ gì hết. Quách Định Sơn vì muốn ngăn cách Quách Lượng và Tiêu Dao trùng phùng, nên vội vàng làm đám cưới cho Quách Lượng và Nhân Y Y, để cho hai bọn họ sau đó đến Giang Nam học vẽ. Vẫn đang nghĩ đến Tiêu Dao đấy sao? Tiêu Dao là ai? Con không nhớ nữa rồi hay sao? Được được, ta đã giúp con quyết định chuyện thành thân với Dương gia rồi. Hay là hai đứa bao thành hôn đi, rồi cùng xuống Giang Nam học vẽ. Dạ được thưa cha. Tiêu Dao gặp nạn nhưng mà không chết. Chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi tỉnh dậy, Dao Dao uống chút thuốc đi, lại hỏi về tình hình của Quách Lượng. Đa tạ Ngô đại ca. Ngô đại ca, Quách Lượng sao rồi? Có phải là quân đấy xảy ra chuyện rồi hay không? Không, hắn không sao hết. Hôm nay ta đến Quách phủ, thấy Quách Lượng và Nhân Y Y đã thành hôn rồi. Tiêu Dao nghe xong, cô cảm thấy mình đã bị Quách Lượng lừa, tưởng rằng Quách Lượng không hề định tự dẫn cùng với mình. Quách Lượng thành thân rồi hay sao? Tiêu Dao trong quá khứ đã chết rồi. Quách Lượng, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Ta muốn Quách gia trả giá. Dương lão gia, đây là em gái của ta. Cô tên là gì chứ? Muốn làm như vậy thật hay sao? Dương lão gia, ta tên là Ngô Ánh Mai, xin Dương lão gia thu nhận ta. Ngô Hội Diện nghe ngóng được Dương lão gia và Quách lão gia có mối quan hệ làm ăn, vậy nên Tiêu Dao đổi tên thành Ngô Ánh Mai, vào Dương phủ dưới sự giới thiệu của Ngô Hội Diện, định bắt đầu báo thù hai cha con nhà họ Quách. Quách Định Sơn không hề biết người con gái tuyệt đẹp này chính là Tiêu Dao mà ông từng phản đối. Ông quyết định cưới cô làm phu nhân đời thứ ba. Tư Đồ phu nhân, ta phục trí tưởng tượng của cô đó. Câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn như vậy, có phải tưởng tượng hay không? Thì Ngô Hậu Diện sẽ chứng minh mọi chuyện thôi. Dao Dao, ta có lỗi với cô. Ngô Hậu Diện đã nói hết kế hoạch của hai người ra rồi. Vào buổi tối, Lý Hiệu Quý mời mọi người đến biệt viện chơi, là cơ hội tốt nhất để Quách phu nhân ra tay. Ba năm không gặp, Quách Lượng đã lấy vợ, còn Tiêu Dao đã trở thành kế nương của hắn. Nhưng mà Quách Lượng thì cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy nên Quách phu nhân quyết định hành động. Đêm đó cô múa trên đình chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Điều nhảy đó khi trước đã từng được nhảy cho Quách Lượng xem. Cô muốn thu hút hắn qua bằng điều nhảy này, rồi nhân cơ hội đó để giết chết Quách Lượng. Không ngờ người đầu tiên đến gần cô ta lại là Quách lão gia. Đừng qua đây. Tuy cô đã cảnh cáo Quách lão gia, nhưng mà Ngô Hậu Diện đang trốn dưới nước, vẫn đâm ông một nhát chí mạng. Cô còn tưởng rằng Quách Lượng giả vờ quên mình nên lại càng phẫn nộ hơn. Sau khi lần đầu tiên thất bại, cô hẹn với Ngô Hậu Diện lần hành động thứ hai, chuyện tối nay tuyệt đối đừng để cho thất thủ nha, nhất định phải làm theo hẹn. Biết rồi. Quách Lượng, ngươi thật sự không nhớ gì nữa sao? Ta nhớ ngươi. Cô lại thử Quách Lượng, nhưng mà Quách Lượng vẫn không nhớ ra ngươi.
Tiếng thở dài của cô lại đang ra tín hiệu cho Ngô Hậu Diện. Ngô Hậu Diện dùng nội lực để làm nến trong linh đường bị tắt. Khi đang định hành động thì đột nhiên Dân Y cô nương cũng đi vào. Cô ấy bất chấp đỡ dao cho Quách Lượng. Y Dân Y cô nương bị hại, Lý Hiệu Quý và phu nhân của ta lại càng điều tra kỹ hơn. Trong lúc Quách phu nhân sốt ruột muốn đi thu dọn đồ của Quách Định Sơn thì lại phát hiện ra thân thế của Quách Lượng. Ta biết bà là ai. Ta cũng biết tại sao bà lại bị nhốt ở đây. Tại sao cô lại có cái này? Thì ra Quách Lượng là con của bà và nam nhân khác. Bảo sao lão gia lại nhốt bà ở đây? Bây giờ lão gia đã chết rồi, ngươi cũng coi như là báo được mối thù năm xưa, không phải hay sao? Sao bà biết ta là ai? Trên đời này không có gì là bí mật hết. Hà thị vì muốn bảo vệ Quách Lượng cũng đồng cảm với cảnh ngộ của cô nên mới đồng ý điều kiện trao đổi của cô. Muốn cô che giấu thân thế của Quách Lượng mãi mãi nên mới tạo ra màn kịch định giết hại cô. Mọi chuyện này đều là để Hà thị chịu tội thay cho cô. Sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này thì phải hỏi Quách phu nhân rồi. Quách phu nhân sợ ta phá hỏng mưu kế của cô ấy nên đã để Ngô Hậu Diện đưa thư từ nhà ta đến để dụ ta đi. Thậm chí khi trước cô ta còn lợi dụng việc Lý Hiệu Quý truy bắt Quỷ Kiến Thù để chuyển mục tiêu lên hắn ta. Những chuyện này đều là kế che mắt thôi. Đồng bọn của cô là đồng bọn của Quỷ Kiến Thù Hồn Vô Ảnh, và cũng chính là Ngô Hậu Diện đây. Đêm đó ở miếu nhỏ, ta nghe thấy người áo đen nói chuyện với Quỷ Kiến Thù. Lúc đó ta đã thấy rất giống Ngô Hậu Diện. Sau lần thử tối qua, suy đoán của ta lại càng được chắc chắn. Người là do ta giết, không liên quan đến Quách phu nhân. Ngô Hậu Diện, ta thật sự không hiểu, ngươi đã muốn rời khỏi giang hồ thì tại sao lại phải rơi vào bể khổ như vậy? Chuyện này là do ta muốn báo thù. Ta cứ tưởng rằng Quách Lượng có niềm vui mới nên mới nói dối là đã quên mất khoảng thời gian với ta. Nhưng không ngờ hắn thật sự đã quên mất rồi. Vì ba năm nay ta đắn đo tính kế báo thù, ta bất chấp tất cả gả cho Quách lão gia là gì chứ? Vận mệnh, sao phải trêu đùa ta như vậy chứ? Có lẽ quên đi là cách hạnh phúc nhất. Ba năm trước ta nhảy sông nhưng mà không chết. Chuyện báo thù trở thành động lực sống duy nhất của ta. Ta hận Quách lão gia, hận thế lực của ông ta. Ông ta đánh giá con người qua xuất thân. Ta hận Quách Lượng vô tình, thấy ta tự dẫn dị hắn mà lại không làm gì. Có những chuyện thật sự không nên cưỡng ép. Ta đã phụ lại huynh, Ngô đại ca. Xin lỗi huynh. Giao Giao, huynh vốn đã hướng thiện, là ta hại tay của huynh lại phải nhuốm máu. Xin lỗi Ngô đại ca. Yeah.
người là do ta giết. Không, là ta không ngăn cản muội lại. Đều là lỗi của ta hết. Đều là lỗi của ta. Mấy người nghe đi, người là do ta giết. Các người bắt ta đi. Bắt ta đi. Đời này ta đã nợ Quynh. Để kiếp sau ta trả lại cho Quynh. Quách Lượng, ta chúc ngươi hạnh phúc cùng với Y Y. Phúc tinh biệt diện. Ngô Ánh Mai chọn nơi này để trừng trị người khác, đúng là không thể hợp hơn được nữa. Cô ấy đúng là một cô gái dám yêu dám hận. Bây giờ nơi này cũng không còn điều gì kỳ lạ hết. Ngược lại, nó lại có vẻ đẹp lãng mạn, nhưng rất buồn. Đình hóng mát này đầy ký ức của tình yêu. Có phải là ta cũng sắp có ai đó rồi hay không? Này, các ngươi nói xem, ta nói chứ các ngươi có biết lý lẽ không vậy? Trả lời ta đi. Đến đây, đợi chút. Đình hóng mát đẹp biết bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.